Hôm trước chúng ta đang giờ cái đoạn là chúng ta đang tính cái độ phức tạp thời gian của thuật toán, thì cái này là cái mà rất là mới và quan trọng. Từ xưa nay thì học sinh chỉ được học tập trình thôi, còn không 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 bao giờ được có cái chuyện tính là tính thời gian hay là tính toán cái độ phức tạp thời gian của thuật toán, tính tối ưu của thuật toán là nó còn là không có. Đây là một cái rất là mới. À, trong chương trình mới của chúng ta, trong chương trình mới mà đưa vào cho trường phổ thông ấy, là bắt đầu đưa những khái niệm về khoa máy tính xuống cho dành cho học sinh phổ thông, và một trong khái niệm rất là cơ bản đó là về lý thuyết thuật toán. Thì chúng ta sẽ phải biết là khi mà thêm thêm thuật toán ấy, thì chúng ta phải chú ý khi chúng ta mô tả một thuật toán. Thì thứ nhất chúng ta là phải mô tả nó, mô tả hay là biểu diễn thuật toán đó. Biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ code hoặc là bằng sơ đồ khối, đa số là bằng sơ đồ code, bằng mã giả, hoặc chúng ta có thể lập trình luôn cũng được, lập trình luôn bằng bằng cũng được. Sau cái bước thứ hai là chúng ta phải chứng minh cái tính đúng đắn, chứng minh thuật toán đúng. Và cái bước thứ ba rất quan trọng, chúng ta phân tích thuật toán, phân tích độ phức tạp thuật toán. Đó. Thì cái việc mô tả biểu diễn này chúng ta đang học sinh này biết rồi, nói chung là có thể từ các năm trước chúng ta đã biết rồi, nhưng mà hai cái sau là mới này, cái chứng minh và cái phân tích độ phức tạp thuật toán là hoàn toàn mới nhé. Rồi thì mình chúng ta cùng nhau để chúng ta sẽ hôm trước chúng ta đang thử phân tích một số thuật toán ví dụ như là cái thuật toán, ví dụ như là cái hôm trước chúng ta học là cái thuật toán sắp xếp chèn chẳng hạn, thuật toán sắp xếp chèn. Hôm trước chúng ta đã làm cái đề bài như này đúng không nào? Đây ta nhớ lại một chút này, tức là cái đề bài là cho dãy số A1, A2, AN vì cần phải sắp xếp bằng cách so sánh và đổi chỗ các cái phần tử của A để sao cho chúng là được sắp xếp theo thứ tăng dần. Thì hôm trước chúng ta làm cái toán như sau nhé. Hôm trước ấy là như này nhé, chúng ta tạo ra một cái cần sắp xếp theo cái thứ tự tăng dần. Đấy. Như chúng ta đã làm là cái chúng ta đưa ra cái thuật toán là sắp xếp chèn, gọi là insert sort. Đầu vào làm dãy A. Đấy. Trước chúng ta nhớ lại cái thuật toán này nhé. Thuật toán là rất là nổi tiếng đấy. Đây. Nó có một vòng lặp chính thôi, là for i bằng 2 to n. Thì với mỗi i như vậy, chúng ta sẽ đưa cái ai đó vào các vị trí đúng ở phía trước từ A1 trên 2, ai trừ 1. Tức là chèn cái insert chèn ai vào vị trí đúng giữa A1, A2, ai trừ 1. Thì cái làm như sau, chúng ta đặt cái biến là g bằng i và chúng ta chèn một vòng lặp thôi là y g lớn hơn 1 n ag, chừng nào ag còn nhỏ hơn ag trừ 1, tức là hai phần tử liền nhau này nó sắp xếp không đúng. Thì chúng ta đổi chỗ ag trừ 1, sau chúng ta cho giảm g đi,
mình chỉ là di về một thì ta dừng lại. Thì đây chính là toán môn trước chúng ta đã làm, đúng không nào? Đó. Và hôm trước chúng ta cũng đã thử tính toán, phân tích thời gian theo cái quyền cách tính mà chúng ta đã biết. Tôi sẽ làm một chút nhé. Đây, bây giờ chúng ta phân tích cái này để làm để chúng ta dùng nhé. Thì cái chỗ này này, cái chỗ này của nó là vòng lặp quanh cục của nó là có n trừ một vòng lặp. Vòng lặp. Được chưa? Đó. À, thì ở đây ở trong vòng lặp này thì ở chỗ này là thiện là đúng một 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 lệnh, một đơn vị thời gian. Cái chỗ này này, cái chỗ này là g chạy g bằng y g lùi lại cho đến một, cho đến chỗ này là cùng lắm là chỗ giữa đây, chỗ này này thực hiện đây là lệnh, đây là lệnh một nhé, lệnh hai, lệnh ba, lệnh bốn, lệnh năm. Thì cái lệnh số 3 này, số 3 là vòng lặp bên trong này nó cùng lắm là y trừ một vòng lặp, chỗ này là maximum là y trừ một vòng lặp. Thì mỗi vòng lặp như vậy thì là đổi chỗ, đây sẽ là 3 lần, chỗ này sẽ là 3 lần. Còn chỗ này là 3 đơn vị thời gian, đây là 1 đơn vị thời gian. Siêu tổng tổng quát ta có đâu. Tổng quát nhé, ở bên ngoài là n trừ 1 vòng lặp, nhưng mà vòng lặp như vậy thì là gì? Đây. Y y chạy từ 2 cho đến n. Đấy. Thì ở chỗ đây là 1 này, chỗ đây là 1, chỗ đây sẽ là 1 này. Cộng với này. Chỗ đây là hạn cộng là 2 này là 4 này. Cộng với 4 này nhân y trừ 1 này. Như vậy là y trừ 1. Đấy. Ta có cái công thức là tính tn bằng cái này. Công thức tính. Như vậy là thì việc tính thời gian của một cái toán chúng ta dựa vào cái lệnh của nó nhé. Rồi cấu trúc điều khiển của nó này, các lệnh vòng lặp for hay là while hay gì đó chúng ta quan sát nhưng chúng ta tính ấy, là mỗi phép tính cơ bản thì là một đơn vị thời gian. Còn các vòng lặp thì mỗi cái lệnh lặp của nó là một đơn vị thời gian, chúng ta nhân lên. Đấy. Thì ta ra là công thức này. Và hôm trước chúng ta tính ra cái này là hôm nữa tính ra nó làm cái hàm của n. Đúng không nào? Nó bằng là như là nó bằng là 2n bình phương trừ n trừ 1. Chúng ta có công thức như thế này. Như vậy là mỗi một cái thuật toán khi chúng ta thiết kế ra bất kỳ, chúng ta phải tính cái thời gian chạy của nó. Thang chạy này càng nhanh thì toán nó càng tốt, mà thang chạy này càng chậm thì nó càng xấu. Thì cái dự án này chúng ta mà nhắc lại là chúng ta tính thời gian chạy của toán không phải là bằng dùng đồng hồ máy tính để chúng ta đo, mà chúng ta dùng công thức toán học. Đây là một công thức toán học của mình, là một công thức toán học dùng hoàn toàn kiến thức toán để tính thời gian chạy của thuật toán, chứ không phải là ta dùng đồng hồ. Đồng hồ mà có được tính không, có dùng để mà khẳng định lại thôi, khẳng định lại để chúng ta kiểm nghiệm lại là thuật toán nó nhanh thật, thuật toán này nó hay thật. Nhưng mà về bản chất chúng ta phải tính toán bằng công thức toán học. Đây là cái điều rất là khác biệt so với ngày xưa nhé, khác biệt hoàn toàn luôn đấy. Từ xưa nay học sinh được học cả thi học sinh giỏi thì quốc tế cũng vậy thôi, chẳng có em học sinh nào mà làm cái bài thi mà phải ngồi mà phải phân tích ra bằng ngôn toán học cả. Chúng ta dùng thời gian đo hết. Đấy. Từ xưa nay là mọi cái bài thi giỏi đều tính qua cái dùng cái thông qua cái bộ test đầu vào và ra. Chúng ta có 10 cái test, mỗi test là 1 giây, phần mềm sẽ tự động tính và sẽ chương trình sẽ tự động tính thời gian và ra được cái ai là đâu làm đúng thì là được điểm, làm sai thì được bị giảm điểm đi. Thực sự là chúng ta chỉ có một phương pháp đó thôi, thì phương pháp đó cũng không phải là sai hoàn toàn, nhưng mà nó không thật là chính xác. Cái này này, cái công thức này mới là chính xác nhé. Cho nên là cái việc đưa cái không có tính vào cho học sinh, dạy cho học sinh, đây là một cái điều rất là mới mẻ, mới tinh. Cho nên là giáo viên sẽ chúng ta sẽ rất là khó khăn đấy, nghĩa là sẽ rất khó khi mà cái chương trình này sẽ dạy ở lớp 11, giáo viên sẽ rất là khó, nghĩa là rất là khó khi tiếp xúc với cái này. Lớp 10 được chưa? Lớp 10 chúng ta vẫn là chỉ dạy học lập trình bình thường. Lớp 11 bắt đầu học về thiết kế thuật toán, phân tích thuật toán và bắt đầu học về những cái mà tôi đang nói ở đây nhé. Rồi. Thế thì như vậy là về lý thuyết mà nói thì mỗi một cái thuật toán ấy,
mỗi một cái thuật toán ấy, thì chúng ta sẽ phải thuật toán chúng ta để phân tích nó chúng ta phải tính được thông qua hai cái hàm, hàm TN là hàm tính thời gian và hàm thứ hai là hàm S SN là tính không gian, tính không gian sử dụng. Bộ nhớ đấy thì có tính không gian này thì dễ không thì khó mà chúng ta nhìn vào chỉ là ta biết ngay chứ không không quá khó, chỉ có thời gian này thì mới là khó đấy, thời gian này là cực khó nhá. Vì thực toán nó không đơn giản như thế này, nó rất là khó hơn nhiều, phức tạp rất nhiều, chúng ta thấy đấy sau này nhé. Rồi thì như vậy chúng ta sẽ phải tính cái thời gian của thuật toán. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp phần hôm nay sẽ học bài mới nhé, là khi mà tính thời gian ấy thì người ta sẽ chia làm ba cái loại là các phân tích, là ba loại này nó gọi là trường hợp tốt nhất, trường hợp tốt nhất, xấu nhất và trung bình. Là gì? Khi mà chúng ta tính thời gian thì chúng ta không phải là tính một thời gian đâu, mà chúng ta tính ba hàm thời gian. Phức tạp thế các ba hàm thời gian. Thì một hàm nó gọi là hàm thời gian chạy theo thời gian tốt nhất. Cái này nó gọi là best. Best. Một hàm tính theo thời gian là xấu nhất. Thì anh nó gọi là worst. Worst. Và một hàm tính theo thời gian trung bình nó gọi là average. Thì thế nào là tốt nhất, thế nào là xấu nhất, thế nào là trung bình? Đấy, thì bây giờ tôi sẽ nói luôn nhé. Chúng ta thì biết rằng gì, cái hàm TN là cái hàm gì? Cái hàm TN là cái hàm như sau, là mỗi một cái với mỗi một cái bộ dữ liệu, mỗi một cái bộ dữ liệu test x1, x2, xn thì nó sẽ tính được một cái bộ đầu ra, duy nhất là bộ đầu ra. Và nó tính theo thời gian, TN là cái thời gian thực sự tính được thông qua cái bộ. Như vậy là cái TN này là phụ thuộc vào cái bộ dữ liệu ban đầu đầu vào x1, x2, xn. Thế thì câu hỏi là cái TN này nó có giống nhau không? Câu hỏi là TN này nó có giống nhau không? Có như nhau với các bộ dữ liệu ban đầu không? Với bộ dữ liệu đầu vào x1, x2, xn hay không? Câu hỏi là như vậy. Nếu mà tất cả như nhau cả thôi thì ta tính lần là xong thôi. Đấy, nhưng mà trên thực tế không phải như vậy. Thực tế là nó rất là khác nhau. Cái thời gian TN này nó hoàn toàn phụ thuộc cái bộ dữ liệu ban đầu này. Thế tôi nghĩ là vì sao, nhưng vì sao nó lại khác nhau nhé? Ở trong các cái lập trình nó chỉ có mấy lệnh này này, lệnh đơn như là cộng trừ này, nhân này, chia này, lấy số mũ này, lệnh if này. Đấy. Thì này là những lệnh cố định. Thì người ta thấy là người ta quy định là mỗi phân toán như vậy là một định thời gian, là thời gian là cố định thì không có gì phải bàn. Thời gian cố định. Nhé. Theo lệnh for, for i bằng 1, to n, do có gì đó đúng không? Thì cái lệnh for này là nó đúng n, coi thiện là thiện là n bước, n lệnh và không phụ thuộc vào cái dữ liệu. Cho nên đối với lệnh for thì thời gian nó vẫn là chuẩn, vẫn là như nhau. Nhưng mà tuy nhiên là như này nhé, là lệnh while không phải như vậy. Why cái điều kiện sau đó thì là do với lệnh thì lệnh why này hoàn toàn các bạn thấy là phụ thuộc toàn vào cái điều kiện không. Có như trường hợp này thì lệnh why này nó kéo dài lệnh thì một là 100 lần, nhưng có một lệnh khác nên đúng 1 lần thôi mà không thể làm, nó phụ thuộc vào điều kiện này, nó phụ thuộc vào điều kiện, vào điều kiện. Hay nói khác là nó phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào. Phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào. Đấy.
hay là lệnh, ngay cả lệnh if thôi, if này, điều kiện này, sau là lệnh lệnh một này, xong else này, lệnh hai này. Hiểu ra là cái điều kiện này là nó khác nhau tùy thuộc vào từng cái dữ liệu bắt đầu. Với dữ liệu có dữ liệu này thì nó hiện cái lệnh này, nó đúng thì nó hiện cái lệnh này. Với dữ liệu khác với dữ liệu này, trên lệnh này cũng không cũng phụ thuộc vào đồng vào dữ liệu đầu vào. Đầu vào. Đấy, như vậy. Vậy chúng ta suy ra gì? Chúng ta suy ra rằng là cái thời gian TN này là nó không cố định. TN này là không cố định nhé. Không cố định. Mà nó phụ thuộc vào cái bộ dữ liệu X1, X2, XN. Đấy, các bạn thấy là đúng như vậy. Cho nên là cho nên người ta nghĩ ra như sau nhé. Như vậy là với rất nhiều các cái bộ dữ liệu khác nhau X1, X2, v.v. XN thì tính được cái TN, đúng không nào? Mà TN này là phụ thuộc vào cái bộ dữ liệu đầu vào này. Và chúng ta thấy là nó sẽ phân bổ rất là khác nhau. Nó nằm ở đây, nằm ở đây. Thời gian nó rất là khác nhau. Đây là thời gian nhé, thời gian TN này. Rất là khác nhau. Đấy. Cùng cái bộ dữ liệu khác nhau nó có thời gian chạy là khác nhau. Cùng là với n bằng 1000 chẳng hạn, thì với bộ dữ liệu này thì nó chạy mất là 5 phút, với bộ dữ liệu khác chạy mất 10 phút, với bộ dữ liệu này chạy 5 giây thôi. Như vậy là thời gian nó khác nhau như thế này, vì người ta định nghĩ như sau nhé. Khi chúng ta tính thời gian mà nó khác nhau như này thì cái thời gian mà là lớn nhất ý, maximum ý, thì đây nó gọi là trường hợp xấu nhất. Đây là thời gian xấu nhất, người ta gọi. Như vậy thời gian xấu nhất là cái thời gian mà tính cái thời gian chạy là chậm nhất, lớn nhất trong mọi cái bộ dữ liệu đầu vào. Gọi đây trường hợp worst case là trường hợp mà là xấu nhất. Còn trường hợp thuận nó chạy nhanh nhất thì người ta để phía dưới này thì người ta gọi nó là trường hợp mà nó thời gian tốt nhất. Thời gian tốt nhất hay thì anh gọi là best case nhé, best case. Đấy. Còn cái thời gian mà là tất cả là không vùng một giữa này, đại khái là vùng giữa này trung bình ở giữa thì gọi đây là gọi thế, gọi thời gian trung bình. Thời gian trung bình nhé. Còn như vậy là mỗi một cái thuật toán thì chúng ta có thể tính được ba tham số cho một tham số, là thời gian tốt nhất, thời gian trung bình và thời gian xấu nhất. Đó. Tất cả cái này đều phụ thuộc vào n hết. Thì vì sao lại có cái này là vì cái này này, sao chúng ta sẽ thấy đấy. Vì các cái thuật toán khác nhau thì không phải bao giờ nó cũng giống hệt nhau đâu. Trường hợp này với thuật toán A thì nó tốt nhất với trường hợp này. Thuật B là thứ nhất với trường hợp này. Đấy, nó không biết thế nào mà một lần được cả. Thì là có trường hợp mà cái thời gian xấu này với tốt nhất trung bình này nó rất là khác nhau. Chứ anh thấy sau này anh sẽ thấy đấy. Cho nên mỗi thuật toán nó có một cái ưu điểm riêng, một cái nhược điểm riêng, nó tùy thuộc vào cái bộ dữ liệu đầu vào. Cái lấy ví dụ nhé, ví dụ là cái bài toán tìm đường đi trên bản đồ chẳng hạn, thì có một thuật toán A có thể chạy rất tốt cho cái mô hình đường phố của nước Mỹ chẳng hạn, của thủ đô Mỹ chẳng hạn, mà nó chạy không tốt đối với thủ đô Hà Nội. Vì Hà Nội nó rất là nhiều cái phố nhỏ, nó ngang chéo ngang dọc lộn xộn, trên cơ sở đó nó rất tốt đối với đường phố của nước Mỹ, nhưng mà rất là tồi, áp dụng tồi đối với Việt Nam. Và ngược lại, công suất toán là rất tồi đối với Việt Nam, nhưng mà tốt đối với dụng dữ liệu khác của Mỹ. Cho nên là mỗi toán có cái thời gian là có thời gian chạy là khác nhau, và cái tính thời gian cũng có khác nhau. Vì vậy người ta phải đưa ra khái niệm là chúng ta phải tính cả ba thời gian xấu nhất, tốt nhất và trung bình. Đó. Đấy nhá. Thì chúng ta sẽ thấy là như vậy là vậy suy ra là gì? Với mỗi một cái bài toán
với mỗi một cái thuật toán mà nói. Thuật toán khi mà chúng ta cần phải phân tích nó ra đấy, cần phân tích thì chúng ta về mặt lý thuyết thì chúng ta sẽ phải tính ba tham số để tính, để chúng ta hình dung nhé. Thời gian này chúng ta sẽ lập kịch bản như sau. Kiểu đây là TN nhé. Đấy. Đây là cái thời gian tốt nhất. Thời gian tốt nhất là bao nhiêu? Đây là thời gian trung bình là bao nhiêu? Và đây là thời gian xấu nhất. Xấu nhất là bao nhiêu? Ghi vào đây. Cái thời gian ví dụ là cái thời gian mà tôi tính cho cái trường hợp mà toán là sắp chèn ấy. Đấy nhé. Chèn. Nó là cái thời gian này nó là gì? Đây này. Cái này này. Đây cho thấy đây chính là thời gian xấu nhất đấy. 2n bình phương chia n chia 1. Thì tôi sẽ nhắc lại sau. Thì đối với toán chèn nhé. Đối toán chèn thì cái này nó sẽ ra cái số này là 2n bình phương trừ n chia 1. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích lại và xem là vì sao nó lại là chuyện nó lại 2n bình phương chia n chia 1. Chúng ta sẽ tính cái thời gian tốt nhất và trung bình nhé. Đây, chúng ta cùng nhau phân tích lại này. Tôi phân tích lại cái toán chúng ta nhé. Đây, đây là insert để các bạn thấy là cách tính của chúng ta nhé. Insert sort là cái thuật toán là gì? Sắp xếp chèn. Chúng ta đang học nhé. Mình nhắc lại này, for với lại cho nên chúng ta tính lại nhé, for y bằng 2 to n này, g bằng y đúng không? Xong y g lớn hơn 1 n g nhỏ hơn g trừ 1 để là đổi chỗ. Đổi chỗ g g trừ 1 và g bằng g trừ 1 đây. Đúng không? Đây thực hiện là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. 5 có 5 dòng thôi. Được chưa? Rồi thế bây giờ tôi mới phân tích ở đây thì các bạn thấy nhá. Chúng ta nhận thấy này. Đây là xấu nhất này. Đây là trung bình này, đây là tốt nhất này, để xem nó khác nhau như nào nhé. Rồi, này chúng ta thấy này, ở đây cái bằng for thì luôn là n trừ một, chuyện chỗ này luôn là giống hệt nhau, đây là n trừ một lần n trừ một lần cái vòng lặp giống hệt nhau này. Tiếp theo là cái dòng số 2, y g bằng y, nên nó giống hệt nhau, cho nên nó luôn là một, thay đổi gì cả, luôn là một ở đây nhé. Đấy, nhưng mà nó khác nhau ở cái dòng số 3 đấy. Dòng số 3 nhé. Dòng số 3 thì người ta hỏi cái vòng lặp này là có bao nhiêu lần. Cái chỗ này này. 4 năm này là xảy ra bao nhiêu lần. Y sẽ chạy lặp là y chạy bao nhiêu. Thì trường hợp mà xấu nhất là nó chạy là y chỉ 1 lần. Từ g bằng y và chạy lùi về. À y chạy lùi về đầu. Nhưng chạy là y chỉ 1 lần. Thì nó là xấu nhất. Thế chỗ này nó sẽ là y trừ 1 lần sẽ là xấu nhất, chúng ta vừa đã tính ấy, y trừ 1 lần là xấu nhất. Còn bên trong của nó thì vẫn là đây vẫn là 3 cứng, đây là 1 lần vẫn là đây vẫn là 3 nên là 1 cứng, đúng không? Đây là trường hợp mà xấu nhất. Trường hợp tốt nhất là cái này nó không chạy gì cả. Cái AG này luôn lớn AG trừ 1. Tức trường hợp mà cái dãy AI đã được sắp xếp từ trước rồi, sẽ đúng rồi. Thì cái này nó không xảy ra nữa. Và chúng ta kết vòng này, lòng này là không xảy ra luôn. Và chúng ta nó là không lần. Không lần. Đó là trường tốt nhất. Tức là trường tốt nhất là trường gì? Là trường mà dãy chúng ta đã được sắp xếp tăng dần rồi. Sau đó cái vòng lặp qua này là sẽ không chạy lần nào cả. Vì cái AG này luôn lớn hơn bằng AG chỉ 1. Cho nên là vòng lặp này là nó không chạy. Không chạy. Cho nên là không lần. Mặc dù đây vẫn là 3 nhưng đây vẫn là 1 nhưng mà nó là không lần. Còn trường trung bình
là giả sử một bước y đây thì là nó AI là dạy nó là ngẫu nhiên thì nó có thể nó thực hiện được là một nửa số lần, tức là y trừ một trên hai lần, chỗ này sẽ là y trừ một chia hai lần là một nửa cái số lần, một nửa cái số lần mà đã phải có maximum là y trừ một, trung bình là y trừ một chia hai, ở đây ba đây là một rồi. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tính này nha. Đây này, bây giờ một trường hợp tốt nhất thì chỗ này bằng không, chỗ này này bằng không, mà mỗi mỗi cái này thôi để suy ra là tn nó sẽ bằng đúng là chỉ n trừ một thôi, hiểu không nào? Thì là chỗ này thôi, suy ra là gì? Nếu mà dãy của chúng ta được sắp xếp đúng rồi thì thuật toán sắp xếp chèn nó chạy đúng n trừ một lần, n trừ một thời gian thôi, không chạy nhiều, chạy rất rất là nhanh, là trường tốt nhất nhé. Vì trường hợp mà trung bình này hai, trường hợp trung bình nhé, chúng ta tính kỹ nhé, trường hợp trung bình là đây là chỗ này là y trừ một, y trừ một trên hai, vậy tn là sẽ bằng là cái này này đúng không, y bằng hai đến n, đây nó sẽ bằng là một cộng với bốn lần nhân với y trừ một chia hai. Đấy, bằng cái này sẽ ra tính thử nhá, nó sẽ bằng như sau này, nó sẽ bằng ở chỗ này là tách chỗ này ra thì là n trừ một cộng với chỗ này là hai, hai lần y y trừ một đúng không, y chạy đi 2 đến n thì cái nó sẽ bằng này, cái này nó sẽ bằng là n trừ 1 cộng 2 lần cái này, cứ tổng này nó sẽ bằng là n nhân n trừ 1 trên 2, thì nó sẽ bằng như sau nhé, thì nó sẽ bằng cái này, nó sẽ bằng n trừ 1 cộng với n bình phương, cái này hết đi mà trừ n, vậy nó sẽ bằng là gì, bằng là n bình phương trừ 1. N bình phương trừ 1. Đấy. Vậy chúng ta có cái bài toán sau đây này. Và chúng ta nhắc lại nhé. Với cái sắp xếp chèn. Sắp xếp chèn chúng ta có này. Trường hợp mà tốt nhất này, trường hợp trung bình này, trường hợp xấu nhất này, xấu nhất nhé, được chưa? Chúng ta tính nhẹ về trường hợp mà tốt, trung bình là n bình phương trừ một, trường hợp này là n trừ một, còn trường hợp mà xấu nhất ta biết rồi đúng không, bằng bao nhiêu? Trường hợp xấu nhất là 2n bình phương, trường hợp xấu nhất nhé là đúng, chúng ta tính rồi đấy, đây là 2n bình phương trừ n trừ 1. Chúng ta có cái bảng sau đây là bảng tính cái thời gian chạy của cái trường hợp là gì, là thuật toán sắp xếp chèn, thấy không nào? Đó. Còn thấy như vậy là nó cũng không, như vậy nó khá phức tạp chứ nó không không đơn giản như là chúng ta nghĩ đấy. Cái trường hợp mà trung bình đây hiểu là gì, là cái từ mà cái khái niệm là trường hợp trung bình ý, thì có thể hiểu cái nhiều nghĩa lắm. Cái trường hợp trung bình nhé, trường hợp trung bình có thể hiểu cái nghĩa này là với đa số các cái bộ dữ liệu đầu vào, các cái bộ dữ liệu đầu vào hoặc ta hiểu là gì, hoặc ta hiểu cách khác là gì, là với cái bộ dữ liệu đầu vào ngẫu nhiên, cái bộ dữ liệu đầu vào ngẫu nhiên thì
chúng ta thích được thời gian thì theo nó đúng không? Thời gian trung bình ngẫu nhiên được chưa? Thì đa số trường hợp chúng ta chỉ cần tính cái xấu nhất thôi, hầu hết nhé, đa số các trường hợp, đa số các trường hợp thì TN sẽ được hiểu là cái thời gian xấu nhất. Còn rất khi chúng ta phải tính thì ăn tốt nhất hay là trung bình, thỉnh thoảng phải tính thôi, còn đa số tính thì ăn là xấu nhất đó, được chưa? Thế như vậy chúng ta nếu không như thay đổi chúng ta sẽ hiểu là tính thời gian là xấu nhất. Tuy nhiên là đôi khi chúng ta phải cần tính toán, cần phải biết được là khi nào là tốt nhất, khi nào nó là trung bình. Ví dụ trường này là trường rất là hay là trường hợp mà tuyết của nó là n trừ một thôi, nó rất là nhanh. Còn trường này là chậm này, hai trường này tuyết chậm này, còn trường này rất là nhanh. Như vậy là cái thời gian chạy mà tốt nhất của toán chèn này là rất là tốt. Đó là cái được rồi. Nhưng mà chúng ta vừa mới mô tả xong một cái phần rất quan trọng là khi mô tả thuật toán trong cái buổi mới này là chúng ta phải mô tả biểu diễn thuật toán này, học lập trình này, sau chúng ta phân chứng minh là tính đúng của nó này, và cái thứ ba là chúng ta phân tích được thuật toán. Cái phần này rất quan trọng, phân tích này không phải đo bằng thời gian máy tính mà chúng ta phân tích bằng toán học xem nó tối ưu hay không, bằng cách chúng ta tính cái TN, tính thời gian TN. Được rồi, thế như vậy là cái thời gian TN là đủ để làm gì, là cái thời gian mà chúng ta sẽ là cái thời gian để mô tả cái thời gian chạy của thuật toán. Thì khi mô tả thuật toán như vậy thì người ta quan tâm đến là gì, là cái n này, cái tn nó tiến đến cái gì khi n tăng lên vô cùng. Đấy, cái đó là cái quan trọng. Khi n nhỏ thì đơn giản không có gì, nhưng khi n tăng lên vô hạn thì cái thời gian nó tăng lên nhiều hay không. Đấy, các bạn biết là máy tính nó tính rất là nhanh, nhưng khi n tăng lên vô hạn ấy thì máy tính nó sẽ chậm dần lại, và cái hàm TN về nó rất quan trọng. Cái hàm TN mà tốt ấy, thì nó mới tính được nhanh chóng, còn cái hàm TN mà xấu ấy, thì nó tính rất là lâu. Cho nên người ta quan tâm nhất là khi mà n tiến đến vô cùng, tức là gì, người ta quan tâm đến cái tính tiệm cận của cái hàm TN, tính tiệm cận nhé, tức là khi n ra vô cùng. Đó, thì cái này là cái một cái khó đây, cái này rất là mới nhé. Thì ở trong thuật toán người ta trong lý thuyết toán người ta đưa giản ra một cách chúng ta so sánh các cái hàm với nhau khi mà n ra vô cùng, so sánh bằng cách là tiệm cận. Đây thì chúng ta sẽ sang một cái chương trình, sang bài học mới của ngày hôm nay nhé, là sử dụng các cái ký hiệu tiệm cận để mà mô tả các cái lớp tiệm cận hàm thời gian. Chúng ta sang một cái phần 17 đi, là cái khái niệm rất quan trọng, cái khái niệm hay là ký hiệu là O lớn này, omega này và theta dùng để chỉ cái lớp tiệm cận hàm. Khi mà chúng ta mô tả về cái phân tích thời gian của toán ấy, thì chúng ta luôn phải biểu diễn bằng cái khái niệm ký hiệu này. Cái này là cái rất quan trọng, thì là cái rất là mới đối với học sinh này, mới nhưng mà đối với học sinh nó nghĩ rất là khó luôn này. Thế tức là gì? Tức là chúng ta khi cho một cái hàm n thì chúng ta sẽ phải mô tả xem khi n tăng lên vô cùng ấy, thì cái hàm này nó tăng lên như thế nào. Đấy, cái hàm này mô tả cái khả năng tăng lên của nó khi mà n tăng lên vô cùng nhé. Đây là n thời gian này, đây là tn này,
N thì là đây là số lượng, bên 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 này là trừ ra này là số lượng cái đầu vào, đầu vào. Chứ khi bạn mà khi mà ra cái bộ test ấy, thì test nó càng khó, N nó càng lớn thì test nó càng khó. Khi N lớn thì cái T tăng lên, T tăng lên. Đấy, tăng lên thì thường các bài toán các bài toán mà mình thi thường yêu cầu là rất là ít, rất là ngắn, như vậy là chứng tỏ chúng ta phải thiết kế cho nó, cho cái TN nó tăng rất ít, tăng lên không nhiều. Cùng với N cả thì cái như là cái này chẳng hạn, cái này chẳng hạn, hàm này là hàm tốt nhất này, hàm này là hàm trung bình, hàm này là hàm tăng rất nhanh này, thì ai mà làm phải cái bài toán như này thì là kém rồi, là nó không, nó tăng lên quá nhanh. Còn ai giải bài toán này thì chắc chỉ được một nửa cái test thôi. Còn ai làm bài toán như này thì làm tốt này, được tất cả các loại test này thì được điểm tốt này. Đấy. Như vậy là vấn đề là chúng ta thiết kế thuật toán làm sao cho cái TN nó giảm xuống tối đa. Cái TN là phải đủ đủ tốt. Thế làm thế nào để biết được là nó đủ tốt? Vì nó rất là phức tạp thì bây giờ chúng ta sẽ học cái cách đó. Cách chúng ta sẽ mô tả thông qua các cái lớp tiệm cận hàm. Cái này là cái rất quan trọng nhá. Thế thì cái mô tả phần này thì tôi nói nhanh như này đây này, thì người ta mô tả như sau này, thì mà người ta mô tả như sau. Đầu tiên là chúng ta có cái khái niệm, có cái cách viết gì là cái mô tả cho cái lớp, định nghĩa cái lớp tiệm cận, lớp tiệm cận hàm, tiệm cận hàm nhé, cái tổng quát đó. Sau chúng ta sẽ từ cái này chúng ta sẽ phân tích là bìa làm thế nào để phân tích được cái thời gian chạy của thuật toán, sao cho nó biết là đâu nó là tốt, đâu nó là không tốt. Thì chúng ta phân tích cái lớp tiệm cận hàm này đã nhé. Rồi, thì giả sử chúng ta có hai cái hàm bìa định nghĩa này, giả sử có này, giả sử có cái hai cái hàm fn và gn như này, gn như này nhé. Đấy, thì chúng ta quan sát khi n tiến đến vô cùng, thì quan sát xem là các cái hàm này nó tiến đến vô cùng như thế nào. Đây là F đây, có thể khác nhau, đây là G đây nhé. Đây là G này, đây là F. Chúng ta phân tích. Nó có ba cái, để cái mô tả quan hệ giữa hai hàm thì người ta đưa ra ba ký hiệu như sau nhé. Đây. Một này nhé. Bây giờ người ta ký hiệu như sau này, bây giờ giả sử như sau nhé, bây giờ nếu này, nếu mà tồn tại cái hằng số C và số n không, sao cho là với mọi n lớn hơn n không thì fn nhỏ hơn bằng là c nhân với gn, tức là hàm g, hàm g, fn đều là hàm dương cả rồi. Thì nếu như này, nếu mà cái ý nghĩa là gì, là từ n không nào đó trở đi nhé, trở đi đây, nếu mà từ một n không nó trở đi mà cái fn không nó nhỏ hơn cn, nhỏ hơn cgn, tức là f tiệm cận lớn vô cùng nhỏ hơn c nhân với gn, thì người ta nói là f là cái lớp tiệm cận là thua nhỏ hơn gn, hay là kiểu như sau, thì là kiểu là như này, người ta sẽ ký hiệu là f bằng ô lớn g. Là kiểu này, nghe gọi chữ nhé. Hay có thể viết là cho em hơn là fn bằng o lớn gn cũng được. Người ta nói là f bằng o g hay f bằng o lớn g thì gì cũng được, o lớn hoặc là o cũng là o cũng được. Thì khi người ta mô tả khi f bằng og tức là gì, tức là f là có cái lớp tiệm cận hàm là không bằng g, f là thì hay nói là g là có thể nói là g là chặn trên của f, trên của f.
Thì đó là một định nghĩa nhé. Nên là f là nhỏ hơn bằng cn này. Bị ngược lại này. Ngược lại đối với o là như này. Giả sử nếu này, nếu nhé, nếu tồn tại một cái c và n không, sao cho là với mọi n lớn hơn n không mà fn lại lớn hơn hoặc bằng c nhân với gn. Nếu mà ngược lại, nó lớn hơn hoặc bằng. Thì khi đó nhé, thì khi đó cái g này là cận dưới của fn, thì chúng ta có định nghĩa là f bằng omega lớn của g. Chúng ta có hai cái hàm nó ngược nhau đúng không? Hay là có thể viết là fn bằng omega lớn của gn. Các chú ý nhé. Như vậy là o lớn này thì là f o lớn g, thì chính là g là gì? G là cận trên của f. F chặn trên bởi g. Ngược lại f bằng omega g thì là g là cận dưới của f. Hay là g là cận là chặn dưới của f. Thì các bạn nhớ chú ý nhé. Thì cái này là cái định nghĩa số 2. Hai cái này là ngược lại với nhau. Chứ cái hàng số này nó có thể là bất kỳ, có thể là bất kỳ nhé. Cái hàng số này chúng ta sẽ hiểu vì sao, lẫn chúng ta sẽ hiểu vì sao cái hàng số này nhé. Bây giờ mà khái niệm số 3 là khái niệm là làm cái định nghĩa thứ ba là định nghĩa như sau. Định nghĩa thứ ba là bây giờ nếu cho f và g, nếu f bằng o lớn của g đồng thời và g bằng o lớn của f, hay là f đồng thời f bằng omega của g, thì nếu mà f mà là vừa là o lớn vừa là omega của g thì chúng ta định thành sau, thì f sẽ bằng là theta g. Hay là fn bằng theta của gn. Đấy, ta có ba định nghĩa nhé. Hàng đại định nghĩa là o lớn này, omega và theta. Đấy. Yeah. Giờ ta sẽ làm một tập nhiều ta sẽ hiểu thôi nhé. Thì cái định nghĩa số 3 là như sau. Cái định nghĩa số 3 là như này. Định nghĩa số 3 có thể tương đương như thế này. Là tồn tại cái hằng số C1, C2 và N0, sao cho là với mọi N lớn hơn bằng N0. Thì như sau, thì ta có là gì, là C1 nhân với G N sẽ nhỏ hơn bằng là F N nhỏ hơn bằng C2 nhân với G N. Thì nếu như này thì tương đương với là f là bằng theta của g. Nhưng mà chúng ta có ba cái định nghĩa nhé. Cái định nghĩa thứ nhất đến lại này, nếu mà f bằng o lớn của g, tức là gì, tức là f bị chặn trên, tương đương với là gì, tương đương với là f bị chặn trên bởi g. Chúng ta có thể viết đơn giản là như này. Hay nói khác là gì, là f mà tiến tới vô cùng là chậm hơn g, g sẽ là cái tính bạn tiến tới vô cùng nhanh hơn là f nhé. Thì hay là nhỏ hơn, chiều ngược lại là lớn hơn, thì là f bằng omega g. Thì cái này tương đương với gì, là f bị chặn dưới bởi g. Và chúng ta f, chúng ta viết như này. Đúng không? Hay là tương đương là g nhỏ hơn bằng f. Đấy. Còn trường hợp cả hai cùng xảy ra đồng thời thì là gọi là chúng tương đương nhau. Trường hợp mà là f là bằng theta g thì tương đương gì? Tương đương với là f bằng OG đồng thời F bằng omega G. Thì ta viết như này, F tương đương nhau. Thế là hai cái thằng này là
là tiến đến cùng là ngang nhau, cùng bậc với nhau, cùng bậc với nhau nhé. Nếu F và OG thì là bậc tức bận của F là nhỏ hơn của G. Đây, chứ F bằng omega G là bậc tương bận của F lớn hơn bậc của G. Đây, viết như này. Còn F bằng theta G là như thế này, thì hai thằng là có cái bậc là như nhau. Đấy, các bạn như vậy chúng ta có cái định nghĩa như thế rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích và sẽ trong cái lý thuyết về thuật toán đấy, là chúng ta sẽ đưa tất cả các cái hàm, đưa về một lớp những cái hàm bài toán ở trong trong phòng máy tính nhé. Ở trong CS của chúng ta thì các thuật toán cần phân tích và đưa về các cái dạng tiệm cận chuẩn. Đây, thì bây giờ tôi sẽ nói luôn nhé. Ở trong thuật toán ấy thì người ta đưa ra một khái niệm là các cái lớp tiệm cận như sau nhé. Các lớp tiệm cận chuẩn như sau. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ta sẽ phân tích, nhưng mà chúng ta cứ tôi đưa ra cái bảng này ra để chúng ta hình dung nhé. Đấy. Thì cái lớp tiệm cận thứ nhất ấy, là cái lớp tiệm cận chúng ta kêu là O1. Thì đây lớp tiệm cận này là tiệm cận gọi là hằng số. Tức là một cái hàm mà nó không thuộc về n luôn, nó là một hằng số luôn. Thì nó cái lớp tiệm cận này là kiểu kiểu là O101 nhé. Cái loại hàm thứ hai là loại hàm mà có lớp tiệm cận là cận trên bởi là n thôi, n. Thì cái hàm cái này nó gọi là tiệm cận là tuyến tính, là cái hàm này là tuyến tính. Một cái lớp nữa là gì? Một cái lớp tiếp theo là n bình phương. Cái này nó là lớp mà bình phương. Tôi quên mất một lớp ở giữa đó, tôi quên mất đấy. Ở giữa cái này này. Thôi tôi xóa đi. Ở giữa lớp tuyến tính và lớp mà thằng số có một lớp ở giữa đó, chúng ta cùng nói nhé. Đây là ON. Đây là tuyến tính này. Hàm này là hàm tuyến tính. Thì ở giữa chúng có một lớp nữa là nó là lớp nó gọi là log n. Tôi sẽ nói sau bây giờ. Thì lớp này nó gọi là lớp mà logarit. Lớp logarit. Tiếp theo là on bình phương. Đây là bình phương. Bình phương. Một cái lớp nữa, thật là có thể bất kỳ, nhưng mà có thể đề thêm là n3 chẳng hạn. N3 thì nó là lập phương. Lập phương. Còn tổng quát là ON1K, K bất kỳ. Thì cái này nó gọi là lớp đa thức. Đúng rồi, đa thức. Đó. Còn trên đa thức nữa là cái lớp là O của A mũ n, A là hằng số, thì cái này nó gọi là lớp này là lớp mà lũy thừa, lớp lũy thừa, đấy. Hay là một lớp mà cao hơn cuối cùng là cái lớp là O của n giai thừa, lớp này là lớp giai thừa. Đấy, thì còn tất nhiên có một lớp cuối cùng nữa, cái này thì trái về kính là O của n mũ n. Cái này là không, nó quá lớn nên không nhé. Thì như vậy chúng ta thấy là khi mà người ta mà tìm cận, người ta luôn đưa về những lớp hàm này, người ta luôn khi mà tính tiệm cận ấy,
khi mà tính tương cận. Tương cận thì ta luôn đưa về là hằng số này, hay là gọi là ô ô một nhé, tuyến tính này, tuyến tính là n, logarit này, logarit này là loga n, đây là loga, đây là n, loga này là loga cơ số 2 hoặc là cơ số 10 sẽ là cơ số a kỳ đấy. Rồi tiếp theo nữa là n bình phương, n mũ 3, n mũ k, n mũ k là a mũ n, xong cuối cùng là n n n giải thừa, n giải thừa. Ở trên đây là những lớp mà lớp tương cận hàm chuẩn nhé. Khi mà người ta tính toán các lớp mà thuật toán ấy, ta luôn đưa về những cái này, ta dùng cái dùng hàm o này, người ta đưa về o hoặc là omega hoặc là theta, người ta đưa về một trong cái tương cận này thì so sánh xem là như vậy, và dựa đến người ta biết được là cái thuật là chạy nhanh hay là chậm nhé. Thì ở trong dưới công thức tin ấy thì người ta coi như sau, người ta coi là tất cả cái lớp hàm mà tiệm cận là đa thức trở xuống ấy, đây này, chỗ này là đa thức nhé, đa thức ở trên này logarit, thì cái lớp đa thức như này thì cái chỗ này người ta gọi chung là đây là các thuật toán tốt, toán tốt. Còn mà lũy thừa và n giải thừa đây là thuật toán tồi, thuật toán không tốt, thuật toán tồi nhiều khi vẫn cần phải làm chứ không thể không làm được nhé. Đấy, thì như vậy là cái cách tiếp cận của chúng ta là như vậy, là chúng ta sẽ từ một cái mà tính toán từ một cái hàm kn, chúng ta sẽ suy về cái hàm tiệm cận này. Bây giờ ta lấy một vài ví dụ nhé, như ta thấy là tính như thế nào. Bây giờ tôi lấy ví dụ ở đây, ví dụ là cái thuật toán sắp xếp chèn, ta đã biết nhé, sắp xếp chèn. Chúng ta nhớ lại một chút này, sắp xếp chèn của chúng ta là ba trường hợp mà chúng ta đã, đây là trường hợp tốt nhất này, trường hợp trung bình này và trường hợp xấu nhất này. Trường hợp này như là 2n bình phương trừ n trừ 1, trường hợp này là n bình phương trừ 1, trường hợp này là n trừ 1 nhé. Bây giờ chúng ta cho công nhận đi, tức là trường hợp nhất là t này, tn bằng n trừ 1, đúng không? Trường hợp này là trường hợp mà có hiểu thì hiểu t là nó bằng là n cộng một cái hằng số, cộng một constant. Thì trường này người ta thích trường này chính là nó là bằng là o của n đấy, có thể tính được, cái này các bạn có chứng minh được nhé, nó bằng chính là o của n. Tức là trường hợp tốt nhất là đối với cái này, đối với cái sắp xếp chèn này là nó có cái thời gian chạy là tuyến tính, như vậy thì nó là tuyến tính. Còn trường đây là trường tốt nhất nhé. Còn như là trung bình là tn bằng n bình phương trừ 1, nên có thể tính bằng là n bình phương cộng một cái hằng số tăng nhé. Thì cái này là có thể tính được bằng là lên nó chỉ là o n bình phương. Thì cái này nó làm bậc 2, đúng không? Bình phương. Còn trường là xấu nhất này thì tn bằng là n bình phương trừ n trừ 1, đấy, nó sẽ bằng n bình phương này trừ n cộng một cái n trừ 1, nó có hiểu là cộng với o n. Thì cái này có thể chứng minh được cái này là chính là bằng là o n bình phương.
Mình vẫn là bình phường. Tức là trường hợp mà trung bình và xấu nhất ấy là nó cùng một lớp hàm thì cận, cùng lớp cận là bình phương, lại là bình phương. Chứ này các bạn hơi khó hiểu đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ta lại ta tìm hiểu luôn nhé. Đấy. Tức là như này nhé. Bây giờ người ta có thể chứng minh được vài cái từ đây các bạn có thể làm cái bài tập để liên quan cái việc tính toán, liên quan đến cái đây này, biết làm thử một vài cái bài tập để mà tính toán nhé. Ta làm một số các cái bài như sau nhé. Đây, bây giờ làm một số các bài tập như này. Làm thử một số bài tập nhé. Tập. Bây giờ bài tập 1 này. Bây giờ cho cái Fn, giả sử nhé. Fn bằng là 3n bình phương cộng n cộng 10, ta sửa như vậy. Vì đồ bài gì? Đồ bài cần chứng minh. Đồ bài cần chứng minh là f n bằng o lớn n bình phương. Đấy. Chứng minh nhé. Để chứng minh cái này chúng ta sẽ phải dựa vào định nghĩa của cái thực vật ON. Chúng ta làm thử nhé. Đây này, chúng ta làm thử này. Đây nhé. Ta có này. À, với nhé, đây này ta chứng minh nhé, để ta chứng minh cái công thức này đi, thì gọi là một nhé, ta có này, à, là với n lớn một, ta có này, ta có nhé, fn bằng a 3 n bình phương cộng n cộng 10, không, tôi lấy với n mà, xin lỗi, với n lớn hơn 10, với n lớn 10, ta có. Thì nó lưu bài ta có này. Đây nhé. Sẽ bằng này. Đúng không? Cái này sẽ nhỏ hơn hoặc bằng này. 3n bình phương tức là 3n bình phương này. N. N lớn 10. Sẽ là N sẽ là nhỏ hơn N bình phương. Đúng không nào? Còn 10. À, vì 10 nhỏ hơn N. Sinh ra là đây sẽ cộng với N. À, 10 sẽ nhỏ hơn n, vậy sẽ ra nhỏ hơn n bình phương, vậy sẽ ra đây có n bình phương, vậy nó sẽ là bằng là gì, bằng là 5 n bình phương. Đấy, vậy suy ra cái gì, vậy chúng ta có như sau đây này, vậy sẽ ta có là gì, là với mọi n lớn hơn 10 thì fn nhỏ hơn được bằng là 5 n bình phương, đúng nào? Thì như vậy cái năm này chính là cái c đây, nó chính là bằng cn bình phương. Theo định nghĩa nó có ngay, định nghĩa nhé. À, đây, cái 10 này đóng vai trò là n0. Vậy là tồn tại n0, tồn tại c. Sao cho là với mọi n lớn hơn n0 thì fn nhỏ hơn cn bình phương. Vậy suy ra, theo định nghĩa, suy ra là fn bằng o lớn của n bình phương. Đấy. Thế không nào? Là chú ý hoàn toàn bằng toán học đấy. Thế nên là đây là bài tập 1 nhé. Chúng ta có thể làm tập tương tự như vậy để mà ta làm với các bài tập khác nhé. Các bạn có hiểu không nhỉ? Chúng ta có hiểu không? Đấy, cái này là cái hoàn toàn toán học một tí thôi nhưng mà nó là khi nó cũng rất dễ hiểu nhé. Mình chúng ta chứng minh tiếp nhé, bài số 2 này. Bài số 2 giả sử là fn bằng cái hằng số bằng 100 ngay thừa đi. Vì cần chứng minh là fn bằng là o lớn của 1. Làm được không? Hiển nhiên vì chúng ta đặt c bằng là 100 ngay thừa, nên ngay thừa nó là một hằng số mà. Vậy ta có là fn có phải là bằng c không? Bằng c nhân với 1 đúng không nào? Vậy nó sẽ là nhỏ hơn bằng c nhân với 1. Cái mọi n. Đấy, vậy suy ra có phải tôi suy ra không? Định nghĩa tôi suy ra. Vậy từ đây suy ra cái này với mọi n. Vậy suy ra là f là theo đúng định nghĩa, fn sẽ bằng là o của 1. Và trong cái tiếp cận thì cái 0 1 này chính là hằng số. Chính là hằng số.
Nhưng mà cái hàm mà hằng số thì nó luôn là 0,1 nhé. Đây là bài bài số 2. Ta làm thử một bài số 3 nhé. Bài số 3 nhé. Đây. Bài số 3. Chúng ta có là F giả sử này. Là Fn này. Bằng là n bình phương cộng với on. On là cộng cái hàm là o của n. Vậy chứng minh là f n chỉ là bằng là o của n bình phương. Làm được không? Dễ thôi mà, nhớ ta có này. Vì ta làm thử nhé. Vì cái này, vì o n, vậy suy ra là tồn tại n không sao cho là với và c sao cho là với mọi n lớn hơn n không thì ta có là fn bằng n bình phương nhỏ hơn bằng thì o n sẽ bằng là cộng với c nhân với n, đúng không nào? Nhưng mà cái n là nhỏ hơn bằng n bình phương, vậy suy ra cái này nhỏ hơn bằng n bình phương cộng với c nhân n bình phương thì nó sẽ bằng là c cộng 1 nhân n bình phương. Đấy. Vậy từ đây suy ra thì suy ra là với mọi n lớn hơn bằng n không thì fn nhỏ hơn bằng là c cộng 1 nhân n bình phương. Vậy suy ra là fn bằng là o n bình phương. Là có thể chị mình nghĩ là rất là dễ dàng như vậy. Đó. Ra làm bài thứ tư nhé. Bài thứ tư ví dụ như là ta có f n bằng là n mũ k tổng quát luôn nhé, bằng a k n mũ k cộng với a k trừ một n mũ k trừ một cộng a1 n cộng a0 thì chúng ta có là gì? Fn chỉ bằng là o lớn của n mũ k. Đấy. Cũng dễ dàng chứng minh được. Cũng dễ dàng chứng minh được, không gì là khó. Khó cả. Đấy. Thì nó bậc suy ra cái bậc của một đa thức chính là cái bậc cùng bậc với cái lũy thừa cao nhất của n. Bậc nhỏ hơn chúng ta có thể bỏ qua. Ngày xưa thì cái vấn đề là các bạn có rất nhiều những cái bài tập mà liên quan đến cái em quan cách tính cách tiếp cận của những cái hàm, thì đây là một trong những phần mà tương đối khó, không phải khó quá nhưng tương đối khó của cái tính toán tiếp cận hàm nhé. Để tính cái thời gian để suy được về cái lớp tiếp cận hàm của một cái của một thuật toán nhé. Được rồi, phần này có rất nhiều bài tập nhưng mà tôi bạn có thể về nhà để tôi liệt kê cho một vài cái chúng ta hình dung nhé. Đây này, các cái lớp tiệm cận hàm rất quan trọng, các cái lớp nhé, các lớp mà tiệm cận hàm. Quan trọng nhé. Đầu tiên là ô 1 này. Nhỏ hơn, nó tiếp theo là log n này, log n là nhỏ hơn này, là n log n này, là nhỏ hơn nó bằng này, là ví dụ như là n log n tất cả bình phương này, xong nhỏ hơn nó bằng là n bình phương này. N bình phương là nhỏ hơn bằng là n bình phương nhân với log n này, cứ thế nhé. Nhỏ hơn n mũ k, nhỏ hơn bằng là a mũ n và nhỏ hơn n ngay thì đây là những lớp tiệm cận rất là quan trọng liên quan đến cái tiệm cận hàm để tính toán cái thời gian chạy của thuật toán. Vấn đề tương đối khó một chút nhé.
tức là gì? Tức là bao giờ cũng thế, bao giờ là cái hằng số không một cũng là cái hằng số là thầy ăn nhỏ nhất, xong đây bất là cho tuyến tính thì giữa của chúng là các cái log n, log n hay log n mũ k thì nó vẫn là nằm ở đây, còn giữa n và n bình phương thì nó có cái lớp ở giữa đây. Thậm chí đây có thể là n này, đây có thể là n, đây là n mũ một cộng với epsilon, epsilon không thì nó vẫn lớn hơn n nhé. Đây này, đây là n mũ một cộng với epsilon thì nó vẫn nằm ở đây, ở chỗ này. Từ cái chỗ này nó sẽ là bằng là n nhân với n epsilon, epsilon là một số dương rất là nhỏ thì cái n một của epsilon nó vẫn lớn hơn là n. Còn giữa chúng ở đây thì có thể là n nhân với log n vẫn nằm ở đây. Cái này là hoàn toàn là toán học thôi. Như vậy là giữa những cái lớp này là nó không bằng nhau. Đây, các bạn chú ý này, 1 này. Nhỏ hơn hẳn nhé. Nhỏ hơn hẳn là o của log n, nhỏ hơn hẳn o của n, nhỏ hơn hẳn o của n log n, nhỏ hơn hẳn o n bình phương, nhỏ hơn hẳn o n mũ 3, nhỏ hơn hẳn o n mũ k, nhỏ hơn hẳn o của a mũ n. Thì đây là cái lớp mà tiếp cận rất là quan trọng nhé. Phần này thì là trước tôi cho các bạn tập rất nhiều, vì cái phần này tôi sẽ gửi mai sẽ gửi các bạn một file chứa những cái bài tập liên quan phần này, bạn nhà các bạn làm nhé. Có rất nhiều bài tập mà liên quan đến cái này. Đấy. Thì tôi nói sang một chút nữa, trước khi thúc phần này, tôi nói sang một chút về cái phương pháp mà nó gọi là phương pháp chứng minh tính đúng đắn của thuật toán. Tôi sang một chút về cái phương pháp nó gọi là cái phương pháp chứng minh tính đúng của thuật toán. Trong toán chúng ta có thể chứng minh bằng rất nhiều cách, thuật toán bằng toán học, nhưng mà một phương pháp mà rất hay dùng ở trong thuật toán là gọi là phương pháp chứng minh bằng kỹ thuật bất biến lặp, nó gọi là phương pháp bất biến lặp, phương pháp bất biến lặp rất hay dùng. Pháp này là phương pháp mà chúng ta có hiểu là chính là cái phương pháp nó là phương pháp quy nạp toán học mở rộng, quy nạp toán học mở rộng, toán học mở rộng, được chưa? Thì pháp này là như sau. Pháp này áp dụng khi mà chúng ta là có một vòng lọc mà bao trùm, bây giờ giả sử nhé. Chúng ta có một cái vòng lọc, giả sử thuật toán của chúng ta có một vòng lọc chính, ví dụ như là for y bằng 1 to n, xong do các lệnh như này, các lệnh đây là cái vòng lọc chính của thuật toán nhé. Thì để chứng minh cái thuật toán đó, chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta sẽ chứng minh cái tính chất, chúng ta sẽ chứng minh cái tính chất nào đó của toán, cái tính chất p của thuật toán.
như sau. Chúng ta chỉ mình làm hai bước. Bước 1, chúng ta sẽ chứng minh là P đúng trước khi thực hiện thuật toán, trước khi thực hiện vòng lọc, ví dụ đây là 1 nhé, trước khi thực hiện 1. Và cái bước 2 là giả sử là P đúng trước vòng lọc K thì chúng ta sẽ chứng minh là P đúng sau vòng lọc K hay là trước vòng lọc K cộng 1. Thì nếu cái đúng hai người đúng ấy, thì suy ra là cái đúng với mọi, thì từ đây ta sẽ suy ra gì, giả sử hai người đúng, ta sẽ suy ra là P đúng sau khi thực hiện vòng lọc. Là một. Đó. Thì cái này nó gọi là pháp quy nạp tan học mở rộng. Giả sử P đúng khi mà trước khi thực hiện vòng một, khi đúng khi mà K bằng 0, khi mà y bằng 0. Đây là K đúng không? Đây là các bạn có sở đây là K nhé. K. Đấy, khi chi K hiện K bằng 0 chẳng hạn. Giả sử P đúng. Đây là sự P đúng. Chứng minh là P đúng khi mà trước khi thực hiện vòng lọc 1. Nhưng giả sử P đúng trước khi vòng lọc K. Chứng minh là P đúng sau vòng lọc K. Thì suy ra là P đúng với mọi cả. Thì chúng ta đây là cái trường hợp đầu tiên của quy nạp đây. Xong là giả sử đúng với K, suy ra đúng với K trừ 1, đúng với K cộng 1, là đúng với mọi K. Đây là cách chúng ta hay dùng lắm ở trong cái cách chứng minh về các chứng minh của thuật toán nhé. Đấy. Được rồi. Tới đây thì là kết thúc cái chương một của cái chương là hoàn toàn lý thuyết, chúng ta không có nhiều cái thực hành nhé. Thì bắt đầu từ chương sau chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cụ thể các cái mô tả các cái toán cụ thể đơn giản. Bắt đầu từ chương sau. Chương này các bạn chú ý nhắc lại là chương này là chỉ chương nói về cái cách thiết kế thuật toán là cái gì, thuật toán là gì, và quan trọng nhất là chúng ta là cái điểm khác biệt so với ngày xưa, so với trước đây là gì. Thuật toán bây giờ là chúng ta không chỉ có mô tả thuật toán mà chúng ta phải chứng minh thuật toán đúng, và quan trọng nhất chúng ta phải phân tích được thuật toán, chỉ ra được là thuật toán đó là nó có độ phức tạp là bao nhiêu, và chỉ ra được như vậy chúng ta tính được cái tiếp cận thời gian của thuật toán. Tức là bây giờ là như sau nhé, cái đây là điều khác biệt đối với học sinh đây. Thì học sinh trước giờ là khi các bạn cho học sinh làm bài tập, làm xong rồi học sinh mày là xong rồi ạ, và giáo viên test thử thấy đúng chạy đúng theo thời gian là xong, đi về em đã được 10 điểm. Bây giờ không phải như vậy vì là khác rồi, như sau nhé. Bây giờ làm quy trình mới là như sau này. Quy trình mới mà chúng ta mà giải toán là như thế này nhé. Giải toán là như thế này. Giáo viên ra đề bài. Học sinh giải. Tìm thuật toán. Thuật toán. Học sinh sẽ thông báo hay là báo cáo giáo viên về thuật toán, về cách giải. Sau đó là học sinh sẽ chứng minh là nó đúng, chứng minh để là khác biệt ngày xưa đấy nhé, chứng minh là thuật toán đúng, thuật toán trên là đúng.
Tiếp theo là học sinh hay là cô giáo viên chúng ta, học sinh sẽ phân tích độ phức tạp thời gian thuật toán, độ phức tạp thời gian là chính thôi, thời gian thuật toán và tính n nhé, và đưa cái tn về cái lớp tiệm cận chuẩn. Xem nó là n hay là log n, hay là n log n, hay là n bình phương. Ta phải đưa được về cái lớp chuẩn này để so sánh xem là toán này là tốt hay là không tốt. Và bước cuối cùng thì mới là gì? Mới là cài đặt chương trình thuật toán, chương trình của sân chạy đúng hay sai, và có thể tính thời gian chạy trên máy tính nhé. Các bạn thấy như vậy là bây giờ nó khác ngày xưa rất là nhiều nhé. Nó khác cái ngày xưa là học sinh chỉ làm bài ra rồi, học sinh làm chạy trên máy tính ra rồi, và giáo viên đưa test làm dưới 1 giây cho về, tất cả trên 1 giây, như thế 2 giây 3 giây trừ điểm. Như vậy là từ xưa đây chúng ta bỏ qua cách mô tả lời giải, bỏ qua cách chứng minh đúng, bỏ qua phân tích, bỏ qua cái việc là đưa nó về. Xem cái bài này học sinh giải như này là nó thuộc lập cái lời giải của nó là thuộc lớp tiệm cận thời gian nào là cũng không hề có. Thì bây giờ chúng ta phải có những tất cả những cái này. Tuy nhiên cái này là không dễ dàng, rất là khó. Từ từ sinh làm được, nhưng mà tương lai nó là như vậy nhé. Tương lai là như vậy. Học sinh phải nắm được dần, từ từ dần dần và hiểu được những cái thức như thế này. Thì từ buổi sau tôi sẽ bắt đầu nói sang các cái cách mà thiết kế thuật toán cơ bản nhất chúng ta sẽ được học nhé. Và chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng ạ. Em chào thầy ạ. Thôi chúng ta nghỉ thôi. Chào thầy. Thank you.